hé lộ người phụ nữ giúp Kim Ngân suốt 17 năm tìm đến tận trung tâm Thiên Nga. Vừa qua thì vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Gigi Phương Trinh đã gặp phải một số ý kiến chỉ trích khi mà muốn giúp cho mẹ con Kim Ngân gặp nhau. Họ cho rằng cô cướp công của danh hài Thiên Nga. Bức xúc trước điều này thì Gigi Phương Trinh đã livestream tiết lộ về người phụ nữ đã giúp Kim Ngân suốt 17 năm qua và tâm sự nhiều điều. Tôi đâu thể cướp công Thiên Nga, Thiên Nga công lớn lắm, ai mà cướp nổi. Những người nói tôi giành công của Thiên Nga đã đi quá xa câu chuyện này rồi. Mục đích ở đây là giúp cho chị Kim Ngân gặp lại con hay giúp cho chị ấy tỉnh táo lại để có được cuộc sống bình thường. Tôi đâu có tự nhiên đi tìm con gái của chị Kim Ngân để bảo chúng đến gặp mẹ. Vì mọi người ở trên YouTube nói rằng chị Kim Ngân tự nhiên gọi tên con gái lớn và Thiên Nga cũng kêu Mai Khanh ơi đến gặp mẹ đi con nên tôi mới đi tìm. Tôi phải nói chuyện đến 3 tiếng đồng hồ với người phụ nữ giấu mặt giúp cho Kim Ngân suốt 17 năm qua. Chị ấy hiểu rõ tính tình của chị Kim Ngân, còn nhớ được sinh nhật của Kim Ngân nên tôi mới tin đó là thật. Tôi đâu phải là người ngu si đâu mà ai nói tôi cũng tin. Chị này thậm chí còn đến tận trung tâm Thiên Nga để tìm số điện thoại gia đình của chị Kim Ngân nhưng thất bại. Chị ấy còn viết thư hỏi chú Lam Phương nhưng chú ấy cũng không biết nên chị đành bó tay. Bây giờ chị ấy liên lạc với tôi để nhờ tôi kết nối con gái Kim Ngân với mẹ của chúng. Chị ấy đã hết lòng giúp đỡ chị Kim Ngân trong khi bản thân đã không còn sống ở Cali nữa. Vậy mà mọi người lại nói người ta là giả tạo, muốn cướp công Thiên Nga. Mọi người đã làm tổn thương chị ấy và tôi rất nhiều. Khi chúng tôi chỉ muốn giúp chị Kim Ngân bằng hết tất cả tấm lòng. Tất nhiên tôi cũng phải tìm cách hợp lý. Tôi đâu phải là kẻ hồ đồ tự nhiên đem con chị Kim Ngân tới rồi khiến cho chị ấy nổi điên, không đâu vào đâu. Và kiểu gì tôi cũng phải nói chuyện với Thiên Nga trước rồi mới dẫn con gái chị Kim Ngân đến gặp mẹ. Chứ không phải đùng đùng gặp mà không thông qua Thiên Nga. Tôi đâu thể cướp công của Thiên Nga. Thiên Nga công lớn lắm, ai cướp nổi. Những gì Thiên Nga làm là công đức vô lượng. Tôi đã nói sẽ gọi cho Thiên Nga, nhưng phải tính mọi chuyện cho hợp lý rồi mới gọi. Tôi là người làm gì cũng phải có kế hoạch, có đầu có đuôi. Tôi đã giúp không biết bao nhiêu là ca sĩ có được tên tuổi như ngày hôm nay. Mọi người đều biết tôi rồi. Từ xưa đến bây giờ, tôi giúp ai đều giúp ở trong âm thầm, không phải lên mạng để phô trương. Tôi không cần ai phải ghi nhận hết. Ông trời ghi nhận tấm lòng của mình là đủ rồi. Sau chuyện này tôi vẫn sẽ giúp chị Kim Ngân gặp lại con, vì nếu chỉ vì vài lời nói mà buông thì chẳng hóa ra tôi không giúp bằng tấm lòng mà chỉ giúp bằng lời khen tặng à. Nếu như vậy thì mọi người nghĩ tôi quá tầm thường. Con người tôi không tầm thường chút nào, khi nào cần nói thì tôi sẽ nói và không muốn làm lớn chuyện nhưng tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi đã giúp cho chị Kim Ngân nhiều lần nhưng tôi không hề quay clip để đăng lên vì tôi thấy nó quá tầm thường. Chứ không phải đến bây giờ tôi thấy chị Kim Ngân nổi lên mới giúp chị ấy đâu. Trong cuộc đời mình, tôi đã giúp quá nhiều người. Chỉ riêng giới nghệ sĩ đã không biết bao nhiêu người rồi. Nhưng tôi đâu có lên mạng nói này nói nọ để người ta tung hô mình. Đó là lý do vì sao anh chị em nghệ sĩ đều thương tôi. Tôi không bao giờ tranh giành hay sân si, ganh đua với ai. Người ta nói hai cô nghệ sĩ có thương nhau bao giờ. Nhưng tôi đã giúp biết bao nhiêu là ca sĩ có được tên tuổi như ngày hôm nay. Qua sự việc thì chắc có lẽ vì Gigi Phương Trinh chia sẻ về người phụ nữ bí ẩn âm thầm giúp cho ca sĩ Kim Ngân trong 17 năm không rõ ràng. Và người này cũng nói chỉ dạy cho Thiên Nga cách dùng âm nhạc để cho Kim Ngân bình tĩnh lại. Rồi còn bảo vì đi tiểu bang xa mà người này mới bàn giao Kim Ngân lại cho Thiên Nga chăm sóc. Nghe chia sẻ của người phụ nữ này, Gigi đã không xác nhận có đúng hay không với Thiên Nga mà cô lại vội vàng chia sẻ với khán giả. Đến khi thông tin đến tai của Thiên Nga thì Thiên Nga buộc phải lên tiếng nói rõ là chưa hề có người phụ nữ nào giúp Kim Ngân 17 năm mà liên lạc với Thiên Nga. Và Thiên Nga cũng khẳng định ngay từ lúc bắt đầu nắm tay Kim Ngân, chỉ duy nhất Thiên Nga liên lạc với mẹ ruột Kim Ngân và được cô ấy giúp đỡ về giấy tờ và những thông tin về Kim Ngân để hỗ trợ Thiên Nga làm tốt cái việc giúp Kim Ngân tìm lại chính mình. Vì vậy mới dẫn đến việc khán giả bức xúc về thông tin mập mờ không chính xác của Gigi. Sau vụ việc này thì mong ca sĩ Gigi chia sẻ rõ ràng và chính xác hơn và cẩn thận hơn.
Nhưng thật sự mà nói, hiện tại đã rất tốt. Cứ để cho Kim Ngân được bình yên như hiện tại, rồi tới thời điểm nào thích hợp, mẹ ruột của ca sĩ Kim Ngân sẽ cùng với Thi Nga sắp xếp cho con gái Kim Ngân gặp mẹ. Chắc chắn ngày ấy sẽ bình yên và thuận lợi. Vì giờ đây Kim Ngân đã gần như là tỉnh táo trở lại. Không những thế mà Kim Ngân còn bộc lộ sự thông minh sắc sảo của mình một cách rõ rệt. Gần đây nhất là trong tập phim mà Thúy Nga dẫn Kim Ngân đến khu Phước Lộc Thọ, cách mà Kim Ngân nhất quyết muốn mua bằng được chiếc nhẫn đã cho thấy sự thông minh sắc sảo lẫn tinh tế của nữ ca sĩ mà Thúy Nga còn phải chịu thua. Theo đó thì khi Thúy Nga dẫn con gái là Nguyệt Cát và Kim Ngân vào trung tâm thương mại của người Việt để mua 4 con mực bông cho Nguyệt Cát, thì Kim Ngân lại đòi mua chiếc nhẫn ngọc trai có giá 400 đô. Tại đây, khi nhân viên bán hàng ga giá của chiếc nhẫn, Kim Ngân tỏ ra rất tinh ranh và nói: "Cái này có bớt không? Có thể bán 350 được không? 50 bớt coi như là tiền quảng cáo giúp." Điều này khiến cho Thúy Nga không khỏi sửng sốt, còn người bán hàng thì cười trừ. Sau một hồi ngã giá không thành, Kim Ngân và Thúy Nga rời khỏi tiệm bán đồ trang sức. Nhưng chỉ một lát sau, Kim Ngân lại đòi quay trở lại và nhất quyết mua chiếc nhẫn đấy. Khi trả tiền, Thúy Nga đùa rằng Kim Ngân phải bù tiền cho cô vì cô không đủ tiền trả chiếc nhẫn. Lúc này nữ ca sĩ nói: "Má hai cứ trả tiền đi, con đưa cho má hai 50 đô con vừa mượn được nè." Những biểu hiện của Kim Ngân khiến Thúy Nga hết sức là kinh ngạc. Cô nói: "Phải xem đến tập này mới biết Kim Ngân quá khôn khéo. Đi với Kim Ngân để mua cái nhẫn là ai cũng phải cười vỡ bụng." Vì Kim Ngân bằng mọi cách phải trở lại lấy cái nhẫn, mà hai gài trả tiền bớt thì Kim Ngân cũng không chịu. Đây là tình huống mà Thúy Nga cảm nhận chị càng tỉnh táo mà không hề có một chút gì của người bệnh nha mọi người. Trước đó thì Thúy Nga kể rằng Kim Ngân cũng đòi gặp vợ chồng ca sĩ Phi Khanh, và điều này khiến cô vô cùng bất ngờ vì Kim Ngân rất ít khi đòi gặp ai đó. Thúy Nga kể: "Kim Ngân nói với tôi, má hai ơi, con muốn mời anh Quốc đi ăn. Anh Quốc là chồng của chị Phi Khanh đó má hai. Bây giờ con muốn gặp chị Phi Khanh với anh Quốc. Má hai mời anh chị ấy đi ăn rồi quay hình cho con coi nha." "Chị Phi Khanh ơi, chị có coi video này thì biết Kim Ngân muốn gặp chị nha. Kim Ngân rất ít khi đòi gặp ai. Hôm nay đòi gặp chị đó. Ôi, Kim Ngân bây giờ đã chịu gặp những người bạn xưa cũ rồi, thích quá." Đặc biệt khi Thúy Nga đưa Kim Ngân đi mua cây cảnh, đã vô tình gặp lại họ hàng của nữ ca sĩ và cũng chính là bà chủ vườn cây cảnh. Thấy Kim Ngân, người họ hàng tiến đến hỏi: "Hai Ngân, khỏe không con, nhớ không? Nhớ mặt không?" Thì nữ ca sĩ gật đầu và đưa tay ra để nắm tay người họ hàng. Rõ ràng hành động của Kim Ngân là cô đã nhận ra họ hàng của mình. Sau một hồi nghe người họ hàng nói chuyện một số thân nhân đã qua đời, Kim Ngân liên tục gật đầu nhưng không nói gì. Khi Thi Ga hỏi Kim Ngân rằng đây có phải họ hàng của Kim Ngân không thì nữ ca sĩ gật đầu. Sau đó người họ hàng bảo Kim Ngân thích trồng cây gì thì chọn mang về. Kim Ngân lại lắc đầu nói: "Con chưa biết tưới." Và trước đó thông qua sư cô thì Kim Ngân cũng đã liên lạc được với gia đình ở Việt Nam. Và Kim Ngân cũng có nhã ý muốn gửi 100 đô về Việt Nam để xây mộ cho người dượng. Đây là điều làm Nga rất là vui khi chị Kim Ngân vẫn nhớ đến bà con họ hàng ở Việt Nam. Và hôm nay, chị còn gặp được bạn thân học chung trường Dòng năm lớp 7. Chị vẫn nhớ đến người bạn của mình. Chị nói chuyện rất tỉnh táo, minh mẫn, nhiệt tình và để cho người bạn ôm ấp vuốt ve nữa. Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó cô gặp nhạc sĩ Trường Hải rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983 cô được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính trong văn nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này đã trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. Sự nghiệp được hậu thuẫn, lại có nhan sắc xinh đẹp nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn, nên những thập niên 80 cô đã trở thành nữ ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại, dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí ở giai đoạn này, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn. Nhưng trong thời gian ở đỉnh cao của sự nghiệp, thì cuộc hôn nhân của Kim Ngân cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi hai con gái.
Những biến cố luôn ập đến khiến cho Kim Ngân giận hóa điên và đi lang thang ngoài đường quanh con phố người Việt tại California, Mỹ để ăn xin. Thi thoảng Kim Ngân tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách là vô cớ.